Ôi giời ơi, hôm nay thì có một cái trường hợp cực kỳ khoai luôn anh em ạ. Lái con máy này ấy, mua ở bên em sắp hết thời hạn bảo hành rồi. Thì chị khách có nhờ một người bạn mang đến để thay pin bảo hành. Nhưng mà cái khoai ở đây ấy, là chị ấy không cho mật khẩu màn hình để kiểm tra. Và cái con máy này còn bao nhiêu phần trăm pin cũng không thể biết được. Mọi chức năng của máy em cũng không test gì được cả. Mà kỹ thuật bên em có nói như thế nào rồi thì chị vẫn không cho mật khẩu để kiểm tra tình trạng pin nó như thế nào. Dạ vâng. Vâng chị ơi, chị máy chị vẫn còn bảo hành thay pin bên em đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng chị ơi, em tư vấn lại cho chị cái chính sách bảo hành bên em pin nhé. Dạ vâng. Vâng, trong một năm bên em thay pin miễn phí cho chị, không giới hạn số lần, nhưng mà phải đủ điều kiện thay pin chị nhé. Thứ nhất là pin zin của chị là pin còn tầm 80 hoặc là 79% bảo trì thì mới thay chị nhé. Khoảng là ví dụ kiểu là chị gần hết bảo hành mà pin tầm 85-86 thì bên em cũng không thay pin miễn phí cho chị. Đấy, chứ không phải là trong vòng mà một năm mà bên em thay pin miễn phí cho chị, nó phải là đủ cái gọi là điều kiện thì bên em mới thay pin cho chị nhá. Và đấy, chứ không phải là trong một năm là bắt buộc là phải thay pin cho chị đâu. Vâng, cho nên là bây giờ thì thôi, thì chị ở xa thì bạn cũng cầm lên rồi thì em hỗ trợ cho chị thay lần này nhé. Còn như kiểu là các chức năng bên trong em không bao nhé, em chỉ thay pin cho chị lên nguồn thôi nhé. Vâng, chào chị ạ. Em ở xa ấy. Vâng, không, thì cái chính sách bên em ấy thì là phải là pin phải đủ điều kiện thì mới thay pin chị ạ. Cho nên là Vâng, chị nhé. Đấy, như anh em đã xem ấy, thì do là chị khách ở xa quá nên là cái trường hợp này em vẫn hỗ trợ thay. Nhưng mà chị đang hiểu nhầm chính sách bảo hành pin. Chị cứ tưởng là trong vòng 1 năm thì muốn thay pin lúc nào cũng được, nhưng mà không phải đâu nha các bác. Pin thì nó phải đủ điều kiện bảo hành thì bên em mới có thể bảo hành một quả pin mới nhá. Và đối với trường hợp như thế này ấy, thì kỹ thuật cũng chỉ hỗ trợ thay quả pin vào mới bật lên nguồn thôi, chứ không thể kiểm tra chức năng của máy như nào và không đảm bảo cho khách hàng được. Nhưng mà em nói luôn, đây là một trường hợp duy nhất mà em có thể hỗ trợ. Còn các bác xem được video này thì cũng không thể bảo là tại sao em hỗ trợ được khách này mà em không hỗ trợ được các bác. Và tất cả các máy khi mà mang đến bảo hành pin thì phải đủ điều kiện là 80-81% trở xuống, hoặc là pin có dấu hiệu lỗi thì em mới có thể thay một quả pin mới ngay lập tức cho các bác được. Còn anh em cũng phải hợp tác với em, cho em cái mật khẩu màn hình để em có thể kiểm tra lại mọi chức năng và đảm bảo mọi quyền lợi của mình nhá. Cứ như trường hợp này ấy, thì cũng rất là khó cho những người làm dịch vụ như bọn em, nên cũng rất mong anh em hiểu và hợp tác với đội ngũ kỹ thuật để được hỗ trợ nhanh chóng phù hợp. Thế nha.